Ôi đừng có để tôi bóng xuống đất bẩn nào, đừng để đất bẩn đấy mạnh. Đừng để đấy, để lên trên chỗ khô này. Để đấy xong rồi trồng lên nước nó bẩn. Lo mọi người. Để chúc cái đầu xuống. Để sang bên cái trống ấy, để sang bên trống. Rồi, vào lấy cái chân lên đây. Từ từ nữa, lấy một ông thần tài lên đây, để lên trên cái mặt trống ấy. Thằng Mạnh suy này vào lấy đồ ra. Đây 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 ông thần tài ở cửa cơ, để lên trên cái mặt trống rồi này. Đó mọi người, anh em đang chuyển đồ đi sâu. Này cứ để xuống nó đang ôm làm gì. Đây, đặt lên trên cái mặt trống bên trong ấy, mặt trống bên trong ấy. Để sát vào kia. Mặt trong cái trống ấy, không có là tí nó không hết đồ đâu, còn ông thần tài nữa. Lấy cái thảm quang để lót thần tài. Đấy, cho ông này vào bên trong kia. Đội hôm nay đi anh em đi show mọi người à. Rùi trống nhá, chập trang nhá, lò nhá, thần tài nhá, lân nhá, quần nhá. Rồi để rồi đến để giá lân. Thảm á, thảm để dưới thôi, đừng có để trên lân. Để vào dưới cái gầm của cái xe. Nhanh lên anh em. Lý luôn. Hết đâu chưa? Hết rồi này. Đi chuyển thôi à? Một xe xe máy. Rồi. Đấy, em đi ô tô đấy, em gắt đấy. Đấy, đi xe máy à? Ờ, một đôi nào đi xe máy thì lấy tiền. Ôi em mạnh nhỉ? Chưa. Mạnh cất xe mạnh này. Cất xe anh em mình. Đi ô tô à? Xe máy. Đi ô tô đây. Một đôi thôi em. Một đôi thôi. 7 người em à? 5 người ngồi ô tô. Một đôi đi xe máy thôi. Cái xe đây. Giờ lêu tôi ngồi là đừng ngất đấy, không được đâu. Cái xe đi các em. Anh em cất xe đi để đi. Tao sợ đấy. Rồi một đôi đi ô tô được rồi, để lấy áo cho mình. Xe của ai kia? Xe của ai kia? Sơn cất xe vào.